Chế một quả kẹp dưới cái đây nữa là ok ngay. Đúng không? Chế quả kẹp đây là vào cái bình này dưới đây nữa là đúng với tay này. Em cho ý kiến nhá. Nhà không có tiền nên là chế thôi. Bọn nó nhanh chậm thì mình chỉnh đây thôi.